Đây là quá trình làm này. Có cô bột này tự xay hay là bột mình cô chủ à, của cô chủ xay hả? Cô chủ đi. Có cô cái đó là bột mình tự xay hả? Bột mình là mình chế biến ra. Tự chế biến. À bột cái gì? Rồi cái màu đó là mặt gãy hay là màu gì cô? Màu nghệ à, nghệ tươi à. À nghệ tươi riêng hả? Còn đây là tôm thịt. Tôm với thịt hả? Rồi ok em mặt này với mày. Cũng cắt nước sắc lên. Đây là cô ba là mình làm là còn đầu tư không à. Dạ. Để khách hàng đang với an toàn chứ. Chứ không có làm ba cái đồ. Đây là cô ba. Cô ba nhưng có hai cái địa điểm đó hả cô? Mình ở lô này lô mấy con quên ở Phan Thị Gàng. Lô 4 thôi được Phan Thị Gàng nữa chứ. Lô 4. Còn còn một cái ở trong Bạch Sỏi đó là ngay chỗ nào cô? Bạch Sỏi trong chợ Nhà Rồng á. À, trong chợ Nhà Rồng á, nhưng mà cũng trả là cô ba luôn hả cô? Dạ. Vậy là ở đó giờ ai bán? Ở đó ai chơi nhỏ cháu nó bán. À, nhưng mà dạ. Nó bữa bán bữa nghỉ nè, tại nó không đi chơi rồi nó không thích bán. À. Còn đổ bao nhiêu bánh là gì? 8 cái tổng cộng. Bữa nay người mua đem về ăn nhiều hơn là ăn ở đây quý vị, tại vì cái cử đông nhất đó là bữa nay mình đi trễ nên không có gọi là có nhiều khách lắm, người ta mua về không à. Từ đây làm sẽ quay cái địa chỉ nha quý vị. Đây là địa chỉ nè quý vị. Kế bên đài truyền lại ở đường Phan Thị Gàng. Đây là cô ba nè quý vị, cô đang làm. Đây là các loại rau. Bữa nay nhà rau nó rồi cái rau là của rau, cái ngô, cái gỗ rau là rau dữ lắm luôn, bữa nay ít rồi. Hết rồi, ăn thấy nhiều quá. Đây là khu vực chén bát cách đã ăn xong rồi quý vị. Rồi sau đây mời mọi người cùng làm thưởng thức.
Đây là dĩa gạo nè quý vị. Để luôn hả con? Đây là nhân nè quý vị. Wow, nhiều lắm. Cho trong cái này đi. Đây là con tép nè quý vị, có con tôm nè quý vị. Con tự ăn. Đúng rau luôn, cũng bình thường.
nước mắm không có cay đâu quý vị, vừa thôi. Rồi, xin cảm ơn quý vị. Chút nữa Lâm sẽ quay tiếp nha. Đây tôm con nào cũng thấy bự bự không mà quý vị. Còn thịt đó thì nó vừa hơi dai dai mà ăn rất là vừa. Ôi trời, ăn đi. Đây, mấy con tôm nó dính trong tới luôn nè quý vị. Đây. Để đâu vậy con? Thì không có lông. Ghê, nó chửi lông kìa. Chửi lông hả? Thấy không? Giá đây chỉ có 25 ngàn thôi quý vị. Rau thì nhiều lắm. Quý vị mà có muốn ăn rau thì ở đây một rất là nhiều rau. Lại rất là trễ rồi nhưng mà vẫn có khách lại mua. Bữa nay ấy, trời vừa mưa xong nè quý vị. Vừa mưa xong nhưng mà khách lại mua chủ yếu là đem về thôi. Còn lúc qua khoảng 5 giờ 6 giờ ở đây rất là đông mà mình không có lại kịp. Để quay cô chút nữa. Quay mặt nè. Quay mặt ra nữ hình. Ba đời rồi hả cô? Ba đời rồi đó. À dạ. Hàng chiên có cái bí quyết riêng. Đúng rồi. Mà chủ yếu là cái da bánh. Cái da bánh. Hay là bánh của bà ngoại làm, bà ngoại chị lại cho má tôi làm thì nó mấy không có giống của những cái tiệm khác. À, nó không có nạp thấy giống giống như tiệm khác. Dạ. Hôm mai bỏ qua nó không giống bột của hai cái chứ hai con nha. Vậy là mình sẽ ghi. Mấy cái này mình lấy làm bột rất là an toàn đó chị. Thấy không, cái bột này thì chung là mình xài bột bịch. Nhưng mà mình pha chế riêng những cái gì đó cô. Dễ tiêu quá của người ta. À, dạ. Bữa nay sắp hết rồi. Nó còn nhiêu đó. Dạ. Thường sao bánh xèo á, ăn nó phải kèm với rau. Mà đôi khi rau mà ăn giấc tối á thì ta không có, nó không có tiêu. Nhưng mà đây bánh xèo của cô là làm bằng nghệ tươi đó. Để ăn đề đi quá thì nó an toàn. Dạ.
xe bột. Thôi giờ này cũng còn nhiều đây. Nó nghe nè, hết rau rồi. Một chi chị. Đây có nhiều anh chị đang quay mua tham gia đó quý vị. Rồi con cảm ơn cô nha cô. Rồi, cảm ơn. Dạ.